canh giữ cẩn thận, làm sao qua lấy đi. Sư phụ đẹp gái như vậy, mấy tên đó giao cho sư phụ. Hả? Sư phụ cải trang thành con gái đúng là quá tuyệt mà. Dám đến lấy trộm Thiên Sơn Tuyết Liên? Tôi là ngự trù của Đại Thanh, tôi có người bạn phải nhờ đó Thiên Sơn Tuyết Liên cứu mạng. Hay là ông làm người tốt cho tôi đi được không? Hay là tôi bỏ tiền ra mua, ông ra giá đi ha. Quan đường, Thiên Sơn Tuyết Liên là thánh vật dùng để tế thần hàng năm của làng chúng tôi, sao có thể bán cho ngươi? Bây giờ ngươi xúc phạm thần linh, tội ác tại trời, tuyệt đối không thể tha. Người đâu, canh giữ hắn thật kỹ, ngày mai khi đại điển chính thức cử hành mới đem hắn ra tế thần, cầu thần linh tha tội. Dạ. Tế thần? Không phải chứ, hãy kêu thần linh ra nói chuyện đi. Công chừng thần linh không để bụng đâu. Bây giờ thần linh đang ở đâu? Nè nè, chàng trai đẹp à, quên nhìn tôi đi. Tôi đã bị họ cột chặt như vậy, chạy không được đâu, không cần phải canh nữa hả? Trưởng lão căn dặn ta phải trói chặt ngươi á. Phải rồi, hồi nãy vị trưởng lão đó nói phải tế thần. Xin hỏi tế thần là sao ạ? Là một nghi thức vô cùng linh thiêng. Chúng tôi sẽ dùng dao nhọn cắt từng miếng thịt của ngươi ra đó. Vậy chết rồi, thật ra tôi không có nhiều thịt, huynh muốn cắt cũng không có thịt để cắt. Tôi đã vô dụng vậy rồi, thả tôi ra đi. Tế thần có thể rửa sạch tội lỗi cả đời ngươi gây ra, đối với ngươi mà nói là một chuyện rất tốt đó. Không cần khách sáo, người tôi toàn là tội lỗi, rửa sao cũng không được đâu. Nè, đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện, huynh từng ăn da vịt chưa vậy? Hết rượu rồi. Hết rượu rồi hả? Về nhà uống tiếp. Ngoài trừ da vịt ra thì món ăn nổi tiếng ở kinh thành là bánh bao cá mặn. Đại ca, trưởng lão biết huynh làm việc rất cực khổ, cố tình kêu muội đem chén canh này tới cho huynh. Cảm ơn muội nghe. Đừng khách sáo. Ngon quá à. Muội có đẹp không? Muội đẹp quá à. Sư phụ lợi hại quá, chớp mắt vài cái là hắn xỉu liền à. Gì chứ, là qua mạng đà la hôm bữa người hái trong rừng đó. Cho mạng đà la đó có thể khiến người khác nước xỉu thiệt hả? Tôi còn tưởng người là con gái tuyệt vời vậy chứ. Vậy chứ, ai giống con gái? Mau đi lấy Thiên Sơn Tuyết Liên đi. Hai vị đại ca, có chuyện gì? Trưởng lão biết hai huynh làm việc rất cực nhọc nên cố tình kêu muội đem hai chén canh đến cho huynh nè. Uống đi. Dạ. Cảm ơn nha. Đừng khách sáo. Muội có đẹp không? Muội. Muội đừng đi. Sư phụ lợi hại thiệt, lần này thật sự dùng đôi mắt là mê hoặc được hắn. Mọi người ra báo đi. À, vậy hả? Trộm trúng rồi. Nhanh lên đi. Ở bên kia kìa. Bên kia kìa. Đuổi tay đi. Nhanh lên. Đứng lại. Đứng lại không được chạy. Đứng lại chưa? Đứng lại không được chạy. Đứng lại không được chạy. Sư phụ. Đứng lại chưa? Sư phụ. Đứng lại. Trời ơi, xung quanh đều là rừng rậm, đâu mới là đường trở về doanh trại. Sư phụ, người có sao không? Không sao đâu, chân chỉ bị thương nhẹ thôi.
ngươi chạy mau đi, đừng để đám dân làng phát hiện chúng ta. Bỏ rơi người như vậy đâu còn nghĩa khí. Ngươi yên tâm đi. Tiên bảo chạy đi. Sư phụ yên tâm, tôi sẽ cột thật chặt đai quần vào cây, sau đó từng bước từng bước từng bước. Tuy là hơi lùn nhưng mà cũng khá bảnh trai. Sư phụ, sư phụ, chúng ta chết hết rồi hả? Không phải, chúng ta chỉ rơi xuống hầm bắt thú thôi. Hả? Hầm bắt thú? Đúng thiệt, tôi vô dụng. Lẽ ra định xuống đây cứu người, không ngờ cả tôi cũng rớt xuống luôn. Tôi đúng là vô dụng mà. Sau đó thì sao? Sau đó người đã ngất xỉu cả ngày. Hả? Trời tối rồi đó. Hả? Tôi xỉu cả ngày luôn. Ê, sao người không gọi tôi dậy? Sao ta gọi người dậy được? Người nhìn đi. Hả? À, sư phụ, cho người chảy nhiều máu quá. Để tôi băng bó cho người nha. Sư phụ à. Hả? Đàn ông con trai, sao chân của người nhỏ vậy? Lo băng bó đi. Ừ. Băng xong rồi. Cảm ơn. Hình như máu vẫn còn chảy liên tục. Cứ tiếp tục như vậy không ổn đâu. Cứu tôi với. Có ai trên đó? Đừng có la nữa. Chúng ta đang ở dưới đây, lỡ bị dân làng phát hiện là chết chắc á. Vậy hả? Để tôi trèo lên thử. Cuối cùng tôi đã phát hiện ra. Thì ra tôi rất lùn. Sư phụ, người có sao không vậy? Ta lạnh quá, nhức đầu. Lạnh hả? Nè nè nè, chúng ta cùng nhìn bầu trời và cùng tưởng tượng ha. Nếu chúng ta ra khỏi cái hầm này thì chúng ta có thể cùng nhau đếm sao rồi, phải không? Chúng ta vừa nhìn bầu trời vừa hát nghe. 1, 2, 3. Một vì sao nhỏ lấp lánh xa, ánh sáng soi chung cho muôn nhà. Một vì sao nhỏ lấp lánh xa, ánh sáng soi chung cho muôn nhà. Sao hả? Sư phụ, người thấy sao? Ta thấy rất nhiều sao. Ta nghĩ ta sắp lên trời rồi. Người đừng lên trời. Nhìn tôi nè. Đừng nhìn ông trời, nhìn tôi nè. Người xem mắt tôi chính là ngôi sao đó, có được không? Chúng ta cùng hát nha. 1, 2, 3. Một vì sao nhỏ lấp lánh xa, ánh sáng soi chung cho muôn nhà. Nè, thấy đỡ hơn chưa? Tôi tỉnh hơn rất nhiều. Có thể thấy mà, mặt sư phụ đúng là có sức sống hơn nhiều đó. Có tiếng người. Đám dân làng phải không? Cuối cùng cũng tới. Không phải. Từ chỗ này truyền ra. Sư phụ, nè, người qua đây ngồi đi. Để tôi xem có ra ngoài được không ha. Ở đây có lối ra thiệt. Thiên Bảo, cẩn thận nha. Để tôi xem thử. Có tiếng người thiệt. Nhiều binh sĩ vậy. Trang phục này mình chưa từng thấy. Không lẽ họ chính là người của La Bố Tàng Đáng Tân?
Sư phụ, đệ tử phát hiện một bí mật tài trời, thì ra đám người La Bố Tàng Đăng Tân thì đã đang trốn trong sân động bên kia. Vậy thì tốt. Nè, sư phụ, người có sao không? Đói bụng quá. Đói bụng hả? Ở đây chỉ có tôi và đất, không lẽ cho người ăn thịt của tôi sao? Ta không ăn đâu, người không có thịt. Tôi nghĩ ra rồi. Ăn một miếng Thiên Sơn Tuyết Liên đi. Không được, đây là thuốc của Nhược Bích mà. Nếu như tôi và người không ra ngoài được thì giữ lại Thiên Sơn Tuyết Liên cũng vô dụng thôi. Nè, ăn đi. Sao hả? Đỡ hơn rất nhiều. Hay quá. Chúng ta duy trì trạng thái này. Hát tiếp ha. 1, 2, 3. Một vì sao nhỏ lấp lánh xa, ánh sáng soi chung cho muôn nhà. Một vì sao nhỏ lấp lánh xa, ánh sáng soi chung cho muôn nhà.